Xin chào cả nhà. Vâng, hôm nay là cái vlog đầu tiên của Naomi trong chuỗi video 28 ngày về chủ đề làm sao để định cư ở UK. Như các bạn biết thì một loại visa rất là đặc biệt, trong cái video Naomi nói là 7 cách định cư ở UK, mọi người có thể xem ở video trước. Có một loại visa đó là Sole Representative, dịch ra là visa đại diện. Khi mà nói đến Sole Representative, Sole là một thôi đúng không ạ, chỉ là một, thì sẽ được đại diện, có nghĩa là mời đại diện của công ty, có thể mời một người để sang UK, một thôi nhé, một người ở UK để sang mở văn phòng đại diện ở Anh. Thứ hai là loại visa này rất đặc biệt, là mọi người sẽ có visa 3 năm trước, sau đó gia hạn 2 năm sau, và trong vòng tổng 5 năm là mọi người có thể, người đại diện có thể được visa định cư, là apply được cái visa settlement rồi. Vấn đề thứ hai là người đại diện có thể có dependent là vợ và con. Vợ thì có thể đi làm full time ở UK, còn con thì có thể học hoàn toàn miễn phí ở UK nếu trẻ con dưới 18 tuổi. Vấn đề thứ ba là loại visa, khi mà nói đến visa đại diện, ai là những người có thể apply visa đại diện này? Chỉ áp dụng cho những người là senior của công ty. Bạn, nếu mà bạn là chủ của công ty hoặc có cổ phần của công ty thì bạn hoàn toàn không có quyền apply. Chỉ có những người, đúng rồi ạ, chính người, chính xác đấy ạ, chỉ có những người là senior worker của công ty có quyền apply thôi ạ. Còn nếu bạn là chủ thì bạn hoàn toàn không có quyền apply. Thêm một point nữa là cái loại bằng trình độ tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh đây, trình độ tiếng Anh là một cái núi, một cái rào cản đúng không ạ. Trình độ tiếng Anh thì chỉ cần trình độ tiếng Anh có A1 thôi, rất là đơn giản, A1 thôi ạ, A1. Và tiếp nữa là nếu có rất là nhiều các du học sinh apply cho văn phòng của Naomi, thì các du học sinh thì các bạn có thể, các bạn đã du học sinh các nước, có thể đưa đi bất cứ lúc nào cũng có thể quyền apply, và khả năng trai thì rất là cao hơn rất là nhiều. Thật là tuyệt vời đúng không ạ, một loại visa tuyệt vời. Một điều tuyệt vời nữa đó là visa này không yêu cầu vốn đầu tư, no minimum investment. Vâng, so sánh với tháng 3 năm trước đó thì đến tháng 3 năm 2019 thì loại visa tiêu ăn 200.000 invest vào UK đã đóng lại và mở ra rất là nhiều các loại cơ hội, các loại visa khác. Thì đây là một loại visa khi đó thì so với Representative lên ngôi đó. Thì chính vì vậy văn phòng Naomi đã giúp rất là nhiều các bạn đến từ Việt Nam, Thái Lan, nhưng mà chủ yếu thì nhiều nhất thì vẫn đến từ Hồng Kông, Middle East, Thái Lan, Việt Nam, là các bạn apply cái loại visa này. Và rất là hay á, là loại visa này tỷ lệ visa rất là cao, tỷ lệ visa cực kỳ cao, nên là mọi người có thể, chúng ta có thể rất là tự tin để lục loại visa này rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Khi mà lục loại visa này chúng ta cần những giấy tờ gì? Thứ nhất là chúng ta phải có một cái business plan, chúng ta trình bày là tại sao chúng ta lại mở văn phòng ở UK. Trong đó chứa đựng vào tất cả các plan mà chúng ta sẽ làm trong quá trình tôi mở văn phòng đại diện, sẽ được support, giúp đỡ. Và như các mọi người biết thì văn phòng Naomi không chỉ có văn phòng có thể giúp mọi người về vấn đề định cư, mà còn support mọi người về kế toán, và lại có thể đồng hành. Và Naomi rất là vui vì có thể đồng hành cùng mọi người không những sang đây mà còn kế toán, phát triển mô hình kinh doanh, marketing và phát triển thị trường ở bên này. Và cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở episode số 2 nhé. Bye bye.